cái bộ thầy đi xuyên khăn với gì có à, nhỏ các nhà có cắm thầy sọc gì cấu nhỉ thầy xin văn có sang nhỉ cấu sáng xin văn với gì sáng hỏi dạ quay chơi chơi rồi. Xin được mời lên sân khấu và chúc mừng sinh nhật của chị Tiên Vân Tiến Vấn ngày 12 tháng 10. Và con gái yêu quý của chị Tiến Vấn là Trần Thị Chào anh. 18 tuổi. Ủa sao dạo này bớt nhậu vậy? Sao đô lên vậy? Anh đi du lịch vậy hả? Sớm rồi, rồi cắm thức bình Mỹ Tiên. Hôm nay á, coi ơi. Gì? Kính thưa quý vị quan khách, bé Diễm Tinh đang du học ở nước ngoài. Nhưng vì tình hình thế giới cũng mọi người đã biết thì hôm nay rất là vui khi đại gia đình được chúc mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của bé Diệu Linh. Và một lần nữa xin cho một tràng pháo tay thật lớn cho chị Tuyết Vân và bé Diệu Linh ạ. Rồi. Trời, chị Tuyết Phấn biến hình lẹ dữ vậy. À, hôm nay mới nãy xong giờ ra biến hình liền. Ai ta tôi chúc thò người xây liền xíu trẻ có thể tắt tủ à cắm phát con có ấy yến con có yến con à chấp có buffet cái gì à tắt tủ con buffet chay ấy là yến con đây là những món chay không nha mọi người. Bớt chém lại, bớt chém. Tiến lâu lâu đi. Không. Xíu trẻ. Tiến này có thể coi gì vậy tuổi trẻ. 7 người sinh nhật cùng tháng 10. Ơn cái kỳ 7, ủ bằng 4, ủ khai lò. Và sau đây xin tuyên trọng kính mời chị Hơn, mái vui của chị Linh để tặng phẩm 2 đi những cái cuộc tiếng của chị Linh ngày hôm nay. Tuyên trọng kính mời chị. Đáng sáng thì má này à nhiều lần có thay má sợn hồi xung lại mà Thank you.
nên là được bên em. Tại vì cũng nhiều năm qua mấy chị em cũng không có được hợp lại như hôm nay như vậy. Dạ, cảm ơn tất cả. Chúc tất cả được vạn sự kiết tường và thân tâm thường lạc. Hôm nay là mấy đứa con gái sinh nhật, với cháu ngoại nữa, bà dì nữa, đại thọ nữa, mời tất cả nâng ly chúc mừng. Một, hai, ba, chúc. Đại ca khoe khoang, đại thầy vui vui, chúc bà nhất gì sang đây. Vì soi bọt chưa mua bánh châu xỉn cô bảy quay bánh cô bảy số ba hiến tài bằng dậu có đó gì nè có đó đó mà số cô bảy nhà co các bạn đi ha dậu nhà co co cô phúc sáng cho điều kiện mà gì sáng thấy thì nó có nhà cô bảy. Ăn trong đây mới giữ, ăn ngoài kia không bằng. Câu vô. Gì mà nhiều đồ ăn dữ vậy, sao ăn nổi ta? Thằng nhỏ của ta là có xin sợ học sợ ngồi. Chào mừng đến với buổi tiệc chay Hoàng Pháp. Bước sông hồ và nơi đây.